Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu làm nhiệm vụ để nhận hoa hồng với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao. Mới đây, công an thành phố Hà Nội tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi làm nhiệm vụ nhận hoa hồng. Theo cơ quan chức năng, ngày mùng 2 tháng 10, công an quận Hà Đông tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ 47 tuổi về việc được mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng trên mạng. Sau khi được các đối tượng hướng dẫn, nạn nhân đã chuyển gần 600 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không rút được tiền. Lúc này bà mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an Hà Nội cho biết thủ đoạn của các đối tượng là tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp buôn bán sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận phản ánh từ khách hàng về các hình thức giả danh với mục đích lừa đảo. Trong số này có các số điện thoại gọi yêu cầu tải app, kết bạn Zalo, nhận link để được hoàn giảm 20% tiền điện. Cũng theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngành điện, lập các trang web kêu gọi góp vốn cho các dự án năng lượng. Không ít cuộc gọi cho khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng thông báo nợ tiền điện ở các tỉnh thành khác. Có trường hợp còn giả danh tổng đài chăm sóc khách hàng của ngành điện để trả lời khách hàng và thu cước điện thoại 8.000 đồng một phút. Trước tình trạng này, ngành điện thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các nhà mạng Viettel và Mobifone đưa vào sử dụng hệ thống định danh của gọi khi liên lạc với khách hàng. Tên định danh hiển thị trên điện thoại di động của khách hàng là EVNHCMC giúp khách hàng nhận biết đang giao dịch với nhân viên của trung tâm chăm sóc khách hàng, tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các nhà mạng khác, số điện thoại 028 222011155 sẽ hiển thị. Trong trường hợp gặp các cuộc gọi nghi ngờ giả danh nhân viên ngành điện lực, ngành điện khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu ngân hàng, đồng thời không thanh toán tiền điện cho người lạ, không thực hiện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, mạng 2G đã được triển khai từ năm 1993. Đến nay, mạng 2G đã bị nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá là lỗi thời và chứa nhiều lỗ hổng. Do đó, theo lộ trình từ ngày mai 15 tháng 10, các nhà mạng sẽ bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ hai chiều, bao gồm nghe và gọi đối với các thuê bao còn sử dụng mạng 2G. Theo Cục Viễn thông, vào đầu năm 2024, toàn mạng vẫn có trên 18 triệu thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối 2G. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 10 chỉ còn 771.072 thuê bao thuộc diện này, chiếm chưa đến 1% thuê bao di động trên toàn quốc. Tập khách hàng chưa chuyển đổi ít có hành vi sử dụng điện thoại, hầu như không còn duy trì liên lạc. Trong đó, một số ít ở vùng sâu xa nên rất khó tiếp cận để hỗ trợ thông tin chuyển đổi. Đại diện các nhà mạng cho biết, quá trình tắt sóng 2G sẽ diễn ra lần lượt theo từng khu vực khác nhau. Dự kiến việc tắt sóng 2G sẽ hoàn thành trong ngày 15 tháng 10. Theo đánh giá của các chuyên gia, khi tắt sóng 2G, người dân sẽ bỏ sử dụng dịch vụ chất lượng thấp, tốc độ thấp và tiếp đến là sử dụng các dịch vụ có chất lượng, tốc độ cao. Thưa quý vị và các bạn, lãi suất cho vay mua nhà ở đang được các ngân hàng đưa ra ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhu cầu vay vốn của người dân ít. Lý do dẫn đến thực trạng này là giá nhà tăng cao nên tín dụng bất động sản ở hạng mục này chưa tăng như kỳ vọng. Cụ thể, lãi suất vay chung dài hạn phục vụ vay mua nhà, nhu cầu đời sống và kinh doanh bất động sản được ngân hàng Agribank duy trì ở mức 6% một năm, cố định 6 tháng đầu, 6,5% một năm, cố định 12 tháng đầu, áp dụng với khoản vay có thời hạn tối thiểu 3 năm hoặc 7% một năm cố định 24 tháng đầu, áp dụng với khoản vay có thời hạn tối thiểu 5 năm. Tại BIDV với khách hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lãi suất vay mua nhà tối thiểu là 5% một năm, cố định trong 6 tháng đầu, kỳ hạn 36 tháng hoặc 5,5% một năm trong 12 tháng đầu tiên, kỳ hạn 60 tháng. Tại Vietinbank hay Vietcombank cũng lần lượt điều chỉnh các gói vay mua nhà với các khoản vay dưới 24 tháng, trên 24 tháng hay cố định trong 3 năm đầu tiên. Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà đang được áp dụng trong khoảng từ 4,6 đến 7,3% một năm tùy thời hạn. Theo đánh giá của các chuyên gia, tỷ lệ giá nhà ở trên thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng và đang gấp khoảng 4 đến 5 lần so với tỷ lệ khuyến nghị. Do đó, dù lãi suất cho vay mua nhà giảm đáng kể trong một năm qua, nhưng giá nhà vẫn neo ở mức cao, khiến nhiều người dân khó có thể mua được nhà. Thưa quý vị, hồng táo hay còn gọi là táo tàu nhập khẩu từ Trung Quốc, được quảng cáo là có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe người dùng. Thời gian gần đây, loại trái cây này được bày bán nhiều trên thị trường với nhiều mức giá nhưng thông tin lại mập mờ, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây, hồng táo chỉ được phân phối trong các cửa hàng cung ứng trái cây nhập ngoại thì nay đã được bày bán phổ biến trên thị trường, cả ở các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá bán mặt hàng này rất đa dạng. Táo tàu nó có hai giá. Cái giá nó, nó nó loại mắc tiền lắm, cũng trăm mấy ký con giá mà loại rẻ là 7 80 chục ngàn ký mà nó giống hệt với nhau. À, nhiều khi người ta mua tăng ta biết đó, người ta nói cái mắc cái rẻ. À, nhưng mà năm nào cũng có chứ năm nay là hơn nắng chút, năm nay nhiều lắm. Mặc dù là hàng nhập khẩu, nhưng theo ghi nhận thực tế, hồng táo đang được bày bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều không có bất cứ một thông tin nào thể hiện xuất xứ, nhà cung cấp nơi nhập khẩu, các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu. Lấy đó cái đầu mối về mình bán nhưng cái đầu mối thì nó nhập đâu thì mình không hiểu. Táo tàu hồi đó nó nhập vô, nó nó tập nhập vô thùng xốp nhỏ, một thùng khoảng 2 kg, 1,8 kg, 8. có cái thì 2 kg rưỡi thì theo lớn nhỏ. Nhưng mà táo đó nó chuẩn nhất là táo đó nó ngon hàng năng của Lài Loan. Còn ở Trung Quốc thì nó nhỏ trái hơn. Nó chừng 7-80 ngàn 1kg, nó rẻ hơn. Hồng táo được bày bán trên thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đặc điểm gần giống với táo xanh trong nước nhưng vỏ màu hồng nhạt, vị ngọt nhẹ, giòn ngon, cộng thêm những lời quảng cáo về tác dụng bổ dưỡng cho sức khỏe nên được tiêu thụ mạnh. Cô mua về rửa đi và sử dụng ăn tươi vậy thường bình thường vậy thôi. Hôm đó cô mới mua đây là 100 mà bữa nay mua còn có 70. Trên thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là tại các chợ truyền thống không chỉ riêng hồng táo mà nhiều loại trái cây nhập khẩu khác đều mập mờ về thông tin nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn được bày bán tràn lan. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn, còn với người tiêu dùng cũng cần chú ý chỉ chọn lựa những mặt hàng rõ nguồn gốc, chất lượng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe khi tiêu dùng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và phát huy truyền thống đoàn kết, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, người dân doanh nghiệp trên cả nước vẫn tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ số 3 vừa vừa, vừa qua. Đồng cảm với những bất mát thiệt hại nặng nề của người dân sau mưa lũ, với mong muốn được hỗ trợ một phần nào khó khăn, bà lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Group, lập tức kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tối đa truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cùng nhau chia sẻ, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sự quyết tâm của ban lãnh đạo tỏa sâu sắc, lan tỏa đến sâu sắc với tập thể cán bộ nhân viên khi chỉ sau ít ngày, số tiền quyên góp hiện đã tăng lên hàng trăm triệu đồng và vẫn còn tiếp tục tăng. Số tiền này đã và đang sẽ tiếp tục được gửi đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh việc đóng góp ngay tại thời điểm này không những thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đúng lúc kịp thời mà còn là việc làm vô cùng ý nghĩa góp phần giúp đỡ người dân và các tỉnh phía bắc sớm khắc phục hậu quả do thiên tai ổn định cuộc sống